Ngoài ra để giúp cho con mình có thể an cư lạc nghiệp, có được một cái căn nhà tổ ấm riêng tư, thì hai ông bà dành cho con mình căn nhà ở đường Bà Hạc, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, trị giá khoảng 30 tỷ đồng. Và như quý vị đã biết, Bạch Linh là một trong những công ty thủy sản xuất khẩu hàng đầu của Bạc Liêu. Và cho đến hiện tại, ở một cái tuổi bước vào tuổi trung niên và sắp cao niên, sức khỏe không còn tốt nữa, nhưng mà ông bà đã tạo ra một cái cơ nghiệp. Ngoài cậu con trai đã có gia đình, thì ngày hôm nay tiếp tục thăng chi lại đứa con cái thứ cũng có gia đình, thì ba mẹ đã dành hết tất cả những gì mà ba mẹ đã chắc chiêu dành những mấy được năm qua, bằng tất cả mồ hôi nước mắt, bằng tất cả những tháng ngày đêm khuya phải dậy sớm. Đó là giao quyền toàn quyền điều hành ba công ty xuất khẩu thủy sản, Bạch Linh 1, Bạch Linh 2 và công ty Vi Phong. Và 50% cổ phần của ba công ty thì giá tương đương là 500 tỷ đồng dành cho vợ chồng của thanh niên. Chúng tôi xin phép mời quý vị dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho được cái tình cảm rất tốt đẹp. Và bây giờ thì trước khi trao những cái giá trị tài sản, thì Phong xin phép mời bà chủ hôn và nhà gái là hai người cô dâu sẽ tự tay mình đeo những cái món trang sức cho con gái nhân ngày vui khuyên ngày hôm nay. Và nó như cái hơi ấm của mẹ, nó như tình yêu thương của mẹ luôn luôn bên con, dẫu trên mọi nẻo đường. Rồi, con mời mẹ đứng qua trái xíu xưa. Rồi Nhi đứng sát vô mẹ đi em. Bác sát vô. Mới ngày nào con mình chập chững mà rồi bước chân vào ngưỡng cửa tiểu học, rồi cấp 2, rồi cấp 3, rồi đi du học, rồi xa vòng tay cha mẹ. Như quý vị biết rồi, ông bà mình nói đó, con bao nhiêu tuổi vẫn là con của cha mẹ. Cho nên ngày hôm nay dù con có chồng thì đó cũng là một người con rất là nhỏ nhắn trong lòng cha mẹ, cho nên cái sự yêu thương và lo lắng sẽ không tránh nổi. Nhưng chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp là thưa tất cả những họ nhà gái, là ông bà chủ hôn hoặc nhà trai ngày hôm nay là chỗ công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý 8 tỷ ở Bạc Liêu cũng mới có người con dâu, chưa hề có dâu rể. Đây là